Sạt lở đất râu bão số 5 vùi lấp đàn trâu 8 con ở Nghệ An. Sáng 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Năng Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thông tin do ảnh hưởng của cơn bão số 5 trong ngày 18 tháng 9 trên địa bàn xã mưa lớn gây sạt lở đất. Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày 19 tháng 9, một lượng đất lớn trên núi đã sạt lở xuống khu vực km 8 đường biên giới đoạn qua bản Buộc mũ xã Na Ngoi. Vụ sạt lở đã vùi lấp chuồng rau 8 con ở bên đường của gia đình ông, sông Bá Rê, ngụ xã Na Ngoi, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng đồn biên phòng Nang Ngoi, bộ đội biên phòng Nghệ An đã huy động lực lượng đến giải tỏa đất đá, giải phóng tuyến đường và đưa số trâu bị vùi lấp ra ngoài. Hiện đã tìm được 6 con, còn hai con vẫn bị vùi lấp. Ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số năm gây ra mưa lớn, khiến cây cối gãy đổ, sạt lở đất diễn ra ở nhiều xã trên địa bàn. Nhiều bản giáp với biên giới Việt Nam-Lào bị cô lập với bên ngoài do mưa lũ. lọc xoáy gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở hai xã ven biển Hà Tĩnh. Ngày 19 tháng 9, ông Trần Văn Nghĩa, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Thanh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với ban quản lý quân sự, công an huyện Lộc Hà, đồn biên phòng cửa sót, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể huy động lực lượng giúp người dân ở xã Thanh Lộc tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại do lốc xoáy gây ra, sửa sang lại nhà cửa, xử lý vệ sinh môi trường. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 9, một trận lốc xoáy mạnh kèm theo mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Thanh Lộc, huyện Lộc Hà, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Theo thống kê bước đầu, đến nay đã có 101 nhà dân bị tốc máy hư hỏng, hội trường nhà làm việc trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thanh Lộc bị tốc máy hư hỏng, một cột đăng ten viễn thông cao hàng chục mét bị đổ sập và nhiều công trình cơ sở hạ tầng, diện tích hoa màu cây trồng các loại bị ảnh hưởng. Ngày 19 tháng 9, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Cương Gián vào ngày 18 tháng 9 cũng đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Hơn 100 nhà dân và nhiều công trình khác bị tóc máy, hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng.